Hôm nay là tôi có đi đá bóng các bạn ạ. Đấy. Hôm nay là lần đầu tiên tôi đá bóng ở trong cái đất Sài Gòn này. Tại hôm nay là thằng em tôi nó cứ giục tôi, trước đấy nó rủ tôi đi đá bóng suốt. Nhưng trước đấy thì nó cứ rủ tôi sang quận 12, quận 11 đá bóng. Mà nhà tôi thì ở quận 7. Con đường đi sang đấy thì nó ngót nghét gần 20 cây. Nên đâm ra tôi bảo là thôi thôi, không đi đâu, không có bóng bánh gì hết. Ở nhà bắn Valorant, bắn CS:GO thôi. Đấy. Nhưng mà hôm qua nó gửi cho tôi cái địa chỉ có cái trận bóng này là kiểu bảo là đúng là kiểu đối tác văn phòng cái thứ, mấy anh em văn phòng, sau đó bảo là đi dưỡng sinh cái kiểu. Ừ, mình thấy cũng hợp, tại vì địa chỉ nó cũng gần, cách tôi khoảng 4 cây rưỡi đấy. Thế hôm nay là tôi đi, nó chạy hẳn qua nhà tôi nó đón tôi. Thế là mấy anh em, hai anh em đi đá bóng ra sân, nó đâu thấy kiểu thì ở trong Sài Gòn người nó không đá giống ngoài Hà Nội lắm, người ta đá sân 5 nhiều hơn. Thế ra hỏi là có bao nhiêu người, mấy anh em bảo là hôm nay là có 9 người. Tôi trong đầu tôi tự nghĩ rồi, 9 người mà đá sân 5 thì đá kiểu đéo gì giờ, 4 đá 5 à, chia đôi ra 4 đá 5. Đây là đá kiểu như là nội bộ thôi, chứ không phải là đá đâu kiểu đá đối nhá các bạn nhá. 4 đá 5, bây giờ đá kiểu gì bây giờ. Thế sau bắt đầu mình nghĩ kỹ trong đầu rồi, mình bảo đá này còn đéo dự bị cơ, mệt lắm. Thế lúc sau ra sân các bạn ạ, đến lúc trận đấu bắt đầu thì thực ra đéo phải 9 người. Các bạn biết bao nhiêu người không? 7 người. Ui giời ơi, tôi chưa hình dung được đá cái đá 7 người thì đá kiểu gì. Cái sân 5 ở trong Sài Gòn nó to sẽ gần bằng cái sân 7 ở ngoài Hà Nội, các bạn hiểu không? Nó sẽ to gần gần bằng mấy cái sân 7 ở Hoàng Minh Giám ấy, kiểu kiểu thế. 7 người. Thế là lúc đầu chia team ra là bên mình 3 người, bên kia 4 người. Mà các bạn phải hiểu một điều ấy, đá bóng ấy nếu như kiểu là 10 đá 11 ấy đã khó rồi, 6 đá 7 thì càng khó hơn. Thì bây giờ là cái sân to như thế mà 3 đá 4 thì thôi rồi, kèm người kiểu gì. Thế là cuối cùng đá lúc đầu thua sấp mặt. Úi giời, tôi không chạy nổi nữa. Mệt, chạy kiểu gì kiêm thủ môn, kiêm hậu vệ, kiêm luôn cả tiền vệ trung tâm, kiêm luôn cả tiền đạo. Chạy loi tập hoài luôn, tôi chạy tôi không thở được. Thế là tôi phải xin ngay ra sân. Thế là tôi bảo tôi xin ra sân để cho bên kia đẩy sang bên này một người, bớt đi một người. Tôi ra sân tôi nghỉ khoảng 2 phút rưỡi thì bên tôi có một bạn giơ hai tay lên kiểu thay người. Thế là tôi vừa ra sân 2 phút rưỡi tôi lại phải vào sân. Tôi vào sân tôi chạy lúc tôi lại gọi thằng kia, mày vào đây thay cho tao nghỉ tí đã. Thế là tôi lại chạy ra ngoài sân lần nữa. Tôi chạy ra ngoài sân lần nữa thì bắt đầu tôi lại nghỉ được khoảng 5 phút thì lại có một ông nữa lại xin ra sân, tôi lại phải vào sân. Khổ thật, đá 7 người. Cái sân thì sân 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 đáng nhẽ là phải 10 người đá đấy, có 7 người. Úi rồi, lúc sau thành ra là 3 đá 3. Nói thật với các bạn là cách đây khoảng tầm 10 năm đến 12 năm, 10 năm đến khoảng 12 năm thì cái việc mà đá theo kiểu là cái sân to như thế mà đá ba đấy bọn tôi đá được. Nhưng bây giờ thì thực sự không thể đá được. Giờ sức đeo đâu mà chạy, ngày xưa nó còn khỏe, cái thời mà kiểu bọn tôi cấp 3 ấy, mấy cái sân như thế đá ba đá hổ báo cà chuột lắm, đá cả tiếng đồng hồ luôn, đá lấy được luôn. Hồi đấy kiểu tuổi trẻ sức khỏe nó dồi dào các kiểu. Bây giờ già rồi, ngày ngồi máy tính 10 tiếng, 12 tiếng, ngày nào cũng như ngày nào, có sức đâu mà chạy. Ui dồi ôi, ba đá ba. Sau đó thì đến lúc sau là sau 3 lần ra vào sân thì tôi ra tôi lăn ra đất tôi nằm luôn. Tôi nằm để tôi thở. Tại vì các bạn biết rồi đấy, từ cái hồi vào Sài Gòn đến giờ khoảng hơn tháng trời tôi không đá bóng. Sau bắt đầu tôi vừa được trận đi đấu đầu tiên. Tôi tưởng là trận này đi là kiểu thằng em tôi nó cũng bảo trận này đi anh chỉ vào đá 10 phút thôi, sau tí nữa thì cho người khác đá với. Mình nghĩ là ui mình đi dự bị rồi, đúng đúng sở trường của mình rồi. Kiểu ngoài kia tôi đá ở cái đội của tôi ấy, cái đội chính của tôi ở bên ngoài miền Bắc ấy, tôi đá bao nhiêu năm nay chân của tôi chân chính bây giờ là toàn chân dự bị, toàn vào quẩy 15 20 phút rồi ra sân. Kiểu đúng sở trường của mình rồi, nhưng mà đéo phải, có 7 ông thì làm đéo thì có chân dự bị. Ui giời ơi, đá lết không được nữa. Sau bắt đầu các bạn hiểu là mỗi lần lên bóng, chạy lên bóng đồng đội chuyền hỏng một cái thôi quay nhìn luôn đấy. Các bạn thích làm gì thì làm, không có chạy về đâu, làm đéo có chuyện chạy về. Mẹ đang lao lên tấn công chuyền hỏng mất bóng nữa, người ta phản công thì thôi thôi tôi đứng tôi nhìn luôn, chịu 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 chịu, không có sức mà chạy luôn. Sau thỉnh thoảng mình kiểu mình đá ở trung vệ, nhiều lúc mình thấy đồng đội kiểu tấn công khó khăn đúng không, mình cũng chạy lên để thoáng để đồng đội chuyền bóng. Thế là đồng đội truyền cho một phát, truyền thẳng vào chân đội bạn cái thôi tôi đứng tôi nhìn luôn. Goodbye, no see you again. Sợ thật.
mày, đúng là lâu lâu không đá. Thằng em tôi nó cho tôi đi đá trận bóng phải gọi là kinh hoàng. Đá đéo thở được thì thôi, đã mệt rồi mà cứ phải vào sân. Các bạn hiểu cái tình cảnh nó là như thế. Tôi đã mệt rồi, tôi vừa mới ra sân nghỉ một tí, lại gọi tôi vào sân. Tại vì anh em cũng mệt. Vì đơn giản là sân người ta đá 10 người, đây đi đá 3v3 thì chịu thế đeo nào được. Thế đấy, hôm nay 7 người vẫn đá đấy. Bình thường như kiểu là tôi mà ngoài Bắc ấy, bọn tôi mà đi đá bóng kiểu đá nội bộ ấy, ra sân mà có 7 người nha, tôi thề với các bạn luôn, di chuyển thẳng ra quán bia luôn, đeo có bóng bánh thì hết. Nice. Đấy, đấy là cái cách đá ngoài miền Bắc của bọn tôi là hay như thế. Cứ ra sân mà thấy thiếu người là chúng ta có thể tìm một lý do ngay. Nhất là mấy cái trận đá nội bộ. Bình thường ngoài kia bọn tôi đá là lúc nào đội tôi đi đá đối lúc nào phải có trên khoảng 9 đến 10 người. Phải có ít nhất là 2 đến 3 dự bị thay vào. Chứ còn anh em không thể đá được cả, gọi là cả một trận xuyên suốt được. Khó lắm, không đủ sức. Mà nên thay người vào để xoay vòng để cho nó khỏe. Đây, 7 người chia đôi ra đá với nhau. Ui, tôi mà là đội trưởng chắc chắn là hôm nay tôi chỉ thẳng ra quán bia luôn. Bóng bánh đeo gì cái giờ giấc này. Đấy, đấy là những cái lý do hợp lý nhất để các bạn đi uống bia. Các bạn hiểu không? Đôi khi những công cuộc uống bia nó chỉ cần một cái lý do chính đáng thôi. Chứ còn anh em trong đầu ấy, mọi người có khi đều nghĩ là đi uống bia sướng hơn đá bóng. Nhưng vấn đề là không ai dám nói ra cái điều đấy. Nhưng ngoài kia bọn tôi thế, nhiều hôm đá bóng về cũng thèm uống bia, ông nào cũng thèm uống bia. Nhưng mà anh em rủ nhau thì bây giờ có một hai thằng cứ đòi về thì thôi anh em bảo là thôi không về nữa. Nhưng mà tự nhiên có một thằng nào đấy nó lôi ra một cái lý do rất là chính đáng. Này này, hôm trước sinh nhật thằng kia kìa, anh em chưa ngồi. Nhờ, đúng, đấy, hôm nay phải ngồi lại chúc sinh nhật nó. Đúng rồi, đấy. Thế là lại chui nhau lôi nhau ra quán bia. Nhiều lúc nó phải có một cái lý do chính đáng để mọi người thấy thông được mọi thứ. Sao có một hôm bọn mình ở ngoài kia đá bóng thế, đá xong về rồi mấy anh em bảo nhất quyết nhá, hôm nay là không có uống nhiếc gì đâu. Sau mọi người ok hết rồi, dứt khoát lắm rồi. Tự nhiên thằng bạn mình phi ở đâu về, nó uống đâu say say rồi về ra. Thôi anh em đi làm mấy cốc cho nó mát, các kiểu. Thế nó thuyết phục tí, mình ngồi nghĩ tí. Anh em đang rất là cứng rắn, cương quyết, cuối cùng quay chuyển ra. Thôi, ra làm vài cốc thôi nhé. Đấy, vài cốc thì lúc đầu cứ các bạn nghĩ là vài thì nó rơi vào tí, con số 2 hoặc 3. Nhưng thực ra thì nó lại đéo phải là như vậy. Vài cốc là lúc đéo là phải tầm khoảng 7 cốc đổ lên thì bắt đầu mới về được. Cảm ơn Hải Hoàn nhá. Tôi nói thật với các bạn luôn, rất nhiều những cái đội bóng ở Hà Nội bây giờ không có cái chầu bia ở sau đội bóng nhá, thì tôi thề với các bạn là đi đá bóng chắc chắn là thiếu quân số. Nhưng mà cứ bảo xem, đá xong anh em mình ra làm cốc bia cái đi đầy đủ luôn. Ở lập nghiệp ở chỗ tôi thế, có thằng bạn gọi đi đá bóng thì đéo đi. Nhưng mà bảo là đá xong rồi anh em đi uống bia. Đi luôn. Đi có làm đéo gì đâu, đứng trong gôn thôi. Chỉ chờ cho hết giờ để còn ra uống bia với anh em. Nó phải có động lực, hiểu chưa? Anh em nó đi đá bóng nhiều anh em sẽ biết. Cứ đá bóng ấy, đi thì không nhiều, không đâu đủ lắm đâu. Nhưng mà hôm nào bảo liên hoan đội bóng, ôi trời ơi, cứ hôm nào mà gọi liên hoan đội bóng xem, mẹ mày đi 3 đội luôn, 2 đội dự bị ngồi ngoài sân ngồi chờ. Chờ đến hết giờ cái là phi thẳng ra quán bia luôn. Đỉnh cao. Đấy là cái công cuộc cuộc sống, cái sự thật của cuộc sống. Nó phải có động lực. Các bạn làm gì phải có động lực, có mục tiêu. Nó hấp dẫn thì người ta mới đi. Tự nhiên đéo ai người ta đi đá bóng. À đúng rồi, hôm nay quên không nói với anh em. Cái lúc mà tôi ra khỏi sân ấy, tôi ra khỏi sân bóng ấy, tôi nhìn cái đội ở sân bên cạnh. Mẹ chúng nó chứ, đội nó trẻ. Nhìn kiểu đúng là thấy được nó giống những cái gì của mình ngày xưa. Các bạn ạ, nó giống y hệt như mình ngày xưa. Mấy cái thằng ở sân bên cạnh, tuổi trẻ, nhìn thấy tuổi trẻ ùa về. Kiểu chúng nó cởi trần, chúng nó đá bóng, xong người chúng nó y hệt như người của bọn mình ngày xưa. Cái thời mà cách đây khoảng 20 năm, à quên nhầm, 10 năm hoặc là 12 năm trước thì đúng là người bọn tôi y hệt như thế luôn. Thực ra chả phải tập tành gì đâu các bạn ạ. Tại vì sao? Mình hồi đấy mình vận động nhiều, mình ăn rồi mình vận động nhiều, nên ra cái cơ thể nó không có mỡ mấy. Người thằng nào nhìn cũng đẹp. Đấy, hồi đi đá bóng các kiểu cởi trần tự tin lắm. Còn bây giờ thì bảo mấy ông cởi trần là các ông lười, bụng ông đéo nào giờ cũng phệ, cũng to, ngồi máy tính thì nhiều, vận động thì ít. Ui dồi ôi, giờ thể lực nó là một cái vấn đề, một câu hỏi lớn. Trình độ thì có, kinh nghiệm thì có, nhưng mà thể lực bây giờ nó là một câu hỏi rất là lớn so với ngày xưa. Thế mới nói rằng là có những cái thứ mà các bạn trẻ đang có mà bọn tôi ước cũng đéo được. Anh em bảo là đi tập gym tập cùng cái thứ chẳng hạn, thì tôi bảo là không, kể cả có tập gym cũng đéo bao giờ được như 10 năm trước.
Bởi vì tập gym cơ thể của bạn nó sẽ theo một cái kiểu khác. Còn cái kiểu kia là cái kiểu các bạn vận động nhiều, có nghĩa là các bạn sẽ rất là nhanh nhẹn. Các bạn sẽ rất là nhanh nhẹn. Các bạn làm một cái kiểu khác hẳn. Đấy, nó phát triển kiểu tự nhiên ấy, và nó tập tành thì các bạn sẽ lên cơ nhưng mà các bạn sẽ bị chậm đi. Nhưng mà riêng cái kiểu gọi là các bạn vận động nhiều, các bạn đá bóng nhiều ấy, thì các bạn sẽ cơ thể của các bạn sẽ theo một cái chiều hướng rất là khác. Cảm ơn Ngọc Anh Phan nhá, cảm ơn Minh Vũ nhá. Đấy thì đứng xem bọn nó đá bóng mới nhớ. Thế nên đâm ra là anh em trẻ bây giờ anh em cũng phải tin là mình đang có rất nhiều thứ mà bọn tôi không hề có. Các bạn có thể nhìn lên bọn tôi chẳng hạn, các bạn nhìn thấy mấy anh chị này bây giờ đang có cái này, có cái kia rồi, có chỗ đứng này, có kinh nghiệm này, có mọi thứ hay gì gì đấy. Nhưng thực ra bọn tôi cũng nhìn sang các bạn, bọn tôi cũng thấy rằng là các bạn đang có rất nhiều thứ mà bọn tôi đã từng có. Mà bảo bây giờ bọn tôi đi lấy lại những thứ như thế nhá, thật sự là không không thể, khó lắm. Như kiểu là sức khỏe của các bạn bây giờ hơn bọn tôi, các bạn đang tuổi trẻ cơ mà, sự nhiệt tình của các bạn hơn bọn tôi, thời gian của các bạn đang có nhiều hơn bọn tôi đấy. Còn bọn tôi bây giờ thì nó mọi thứ nó đều hạn hẹp hơn rất là nhiều rồi. Còn bảo bây giờ bọn tôi để tập tành để quay lại như ngày xưa thì lấy đâu ra thời gian, còn thời gian phải làm việc đó chứ. Bây giờ là sức ép công việc, cuộc sống với mọi thứ nó dồn lên đầu rồi, nó không giống như của ngày xưa nữa. Ngày xưa kiểu lúc ấy mình chưa phải lo lắng áp lực hay mọi thứ cho về cuộc sống, mình vẫn kiểu thoải mái, tự tin, tự do. Ngày xưa thì đúng là chỉ có một vấn đề duy nhất thôi là tiền đéo có thôi, còn lại thì mọi thứ đều có hết. Bây giờ thì gọi là có một ít tiền nhưng mà vấn đề là những cái thứ còn lại thì lại khó. Giống như kiểu bạn bè bây giờ mọi người cũng bận hết này, thời gian để gặp gỡ nhau cũng khó khăn này, sức khỏe thì chắc chắn là không thể bằng ngày xưa được. Ngày xưa tôi trâu chó chứ, ngày xưa thằng đéo nào chả trâu chó. Đá bóng ngày xưa như kiểu cái sân hôm nay đá 3v3 nhá, đúng 10 năm trước rồi, khoảng 10 đến 12 năm trước. Tôi chắc chắn các bạn là bọn tôi đá 3v3 đá thoải mái luôn, chạy chắc chắn là chạy được khoảng gần tiếng.